Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang có buổi làm việc với Hội đồng Phát triển Mậu dịch Hồng Kông, Trung Quốc, Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của tỉnh Kiên Giang vào thị trường Hồng Kông. Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc là một trung tâm tài chính quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là trung tâm tài chính đứng thứ ba toàn cầu, là trung tâm thương mại, đầu mối trung chuyển quan trọng trong khu vực và thế giới. Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với nhiều ngành nghề như công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, sản xuất xuất khẩu, dệt may, dịch vụ nhà hàng khách sạn, vận chuyển kho bãi. Các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam sang Hồng Kông là nhóm hàng chế biến chế tạo, dệt may, da giày, nông lâm thủy sản, lương thực thực phẩm. Trao đổi tại cuộc làm việc, bà Tina Phan, Giám đốc Hội đồng Phát triển Mậu dịch Hồng Kông, mong muốn trao đổi tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của tỉnh Kiên Giang vào thị trường Hồng Kông. Hồng Kông là một cái đầu mối rất là quan trọng, mà tôi nghĩ rằng là sau cái đại dịch này thì tất cả rất là nhiều các cái doanh nghiệp trên thế giới, kể cả với các tỉnh Kiên Giang, cũng đều mong muốn là mình tìm lại những cái, ở thế giới thì tìm lại những nguồn hàng, còn Kiên Giang thì sẽ là tìm những cái đầu mối để mình có thể là vươn xa hơn, hoặc là mình xuất khẩu những cái mặt hàng mình hiện đang có tới những cái thị trường tiềm năng hơn. Mà chúng tôi nghĩ rằng Hồng Kông đã là một cái gọi là cái trung tâm đầu mối trong cái châu Á này, thì hẳn nhiên là tôi mong muốn rằng các cái tỉnh Kiên Giang có thể tìm thấy những cái công ty, có thể tìm nguồn hàng để mà kết nối Kiên Giang với các thị trường khác trên thế giới. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang, mong muốn về phía Hội đồng Phát triển Mậu dịch Hồng Kông, Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tới các doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang một số tình hình mới về thị trường các sản phẩm chế biến nông sản, thực phẩm tại Hồng Kông. Trao đổi các vấn đề tiếp cận áp dụng quy định tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Hồng Kông. Bên cạnh đó, thông tin tới các doanh nghiệp Việt Nam một số vấn đề cần lưu ý cũng như cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Hồng Kông trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, giúp doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hiểu rõ hơn về những đặc thù của thị trường Hồng Kông, từ đó có những định hướng và biện pháp kinh doanh phù hợp, hiệu quả hơn với thị trường này, hỗ trợ các doanh nghiệp nông thủy sản của Kiên Giang quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu vào thị trường Hồng Kông đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương như gạo, thủy hải sản, đông lạnh, cá hộp, hồ tiêu. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang sẽ tiếp tục có kết nối trao đổi qua hệ thống trang web của Trung tâm và một số sở ngành của tỉnh để cập nhật kịp thời các thông tin trao đổi hợp tác trong thời gian tới.